up with good pronunciation and also intonation. How can you speak up number one? What? One more time. What did you do yesterday? Chị nhấn vào chữ what và chữ do yesterday thôi nha. Còn chữ did you không được nhấn nào. Con nói lại một lần nữa nào. What did you do yesterday? And in answer please. I không được đâu. Chữ listen có ed mà. Nào phát âm lại nào. I listened. Quá khứ mà đã nghe đúng không? Thêm ed nào. I listened to music. I listened to yes, very well done.